Con muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến các bà mẹ bỉm sữa, các bé đang ăn dặm vì đã ủng hộ âm nhạc của chú Tân. Một lần nữa xin mời nhạc sĩ ca sĩ Tân Duy Tân. Hôm nay đáng lớn em ơi. Nãy thì Tân cũng đã gửi một lời cảm ơn tới những người quan trọng đối với Tân rồi, nhưng mà riêng bài hát này để nó trở thành ca khúc hiện tượng, Tân muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến các bà mẹ bỉm sữa, các bé đang ăn dặm vì đã ủng hộ âm nhạc của chú Tân, và hy vọng rằng sau này chú Tân có nhiều thời gian hơn để viết tặng các bé một tập nhạc thiếu nhi thay vì phải nghe nhạc người lớn, và điều này làm chú Tân vừa mừng mà vừa lo. Cảm ơn các bé và các mẹ bỉm sữa rất nhiều vì đã giúp cho Tân và Vương Seven đạt được khúc này. Hơn nữa xin được chúc mừng và xin được giới thiệu Tân Duy Tân cùng Rock Seven. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và thêm một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho hai nghệ sĩ khách mời.